Không coi, bữa nay mưa bão ở nhà. Có gì đâu. Bây giờ này em livestream cái rồi bà nói chuyện với con nha. Sao chưa thấy hình ảnh gì chưa nhỉ? Chưa đợi ba chút xíu nha. Ba đi vô đây. Kỳ quá. Thổi lại cái ảnh đi. Sao kỳ vậy? Không kêu rồi. Hỏi cái ảnh này đi. Mô Phật, chào các bạn nha. Hôm nay mình online lên mình nói livestream nên mình nói gấp một vấn đề. Hôm nay mình nói gấp một vấn đề là bây giờ này là nó có cái sự cố. Hôm nay mình thấy là cái fan U Mê là họ liên tục họ đăng những cái clip mà nói về thầy Pháp Hòa, nói về siêu Minh Tuệ, nói về cái tay đầu đường này. Thì cái tay đầu đà này thì là xưa giờ bây giờ này là có cái việc là thầy Pháp Hòa là lên clip nói là không có nói gì chứ không có nói gì liên quan gì siêu Minh Tuệ hết á, cho nên á là cái việc này á là thầy Pháp Hòa bị cắt ghép cái câu nói lại, là cái fan U Mê nó muốn là lợi dụng cái hình ảnh của thầy Pháp Hòa là nổi tiếng, là cái người rất là được lòng Phật tử trong và ngoài nước, cho nên là nó muốn lấy uy tín danh dự của thầy Pháp Hòa ra để mà nó lăn xê cho cái tay đầu đà đầu đường, cái mát nhãn mát đó. Cái nhãn muốn lăn xê cho cái nhãn mát đó, lăn xê mấy tháng này bây giờ này bại lộ ra. Bây giờ này thầy Pháp Hòa nói không có nói gì hết á, là do họ cắt ghép không à. Vậy là mình cũng bị làm luôn rồi mình. Mình nói các bạn truyền thông xã hội này nó lợi hại cực kỳ thiệt. Mình cứ nghe clip mình tưởng là thầy Pháp Hòa có dụng ý muốn nói về vấn đề siêu Minh Tuệ, nhưng mà thầy Pháp Hòa mới nói cái clip đây là thầy không có nói gì hết á, là do bây giờ này những clip cũ người ta dựng lại, người ta lôi kéo, giờ là phải cắt ghép clip cũ của thầy Pháp Hòa, cho nên đó là chúng ta hiểu lầm thầy Pháp Hòa rồi, kể cả cái cô Miễn cô gì đó cũng hiểu lầm luôn rồi, đi vào con đường tạo nghiệp mà không hay đó. Mình cũng hiểu lầm là thầy Pháp Hòa nói cái chuyện mà có lợi cho cái nhóm cái fan siêu Minh Tuệ đó, cho nên bây giờ này mình có một cái lỗi lầm lớn đó là mình hiểu lầm cái dụng ý của thầy Pháp Hòa, cho nên mình mới lên mình phản đối, mình chia sẻ cái quan điểm trái chiều với thầy Pháp Hòa, chứ mình đâu biết là thầy là nói khác, nói cái clip đó mấy năm trước rồi mà họ cắt ghép video đó, cho nên là mình lên đây mình cũng là thông báo với toàn thể trên cộng đồng đó là cái lỗi của mình, chứ mình không được chạy tội chạy lỗi, đây là cái lỗi to lớn của mình đó. Cho nên là lên đây mình xin sám hối với thầy Pháp Hòa, cho dù là thầy không có nghe được mình nói gì hết, không có biết mình là ai hết, nhưng mà mình cái nhiệm vụ của mình là người Phật tử mà mình hiểu sai về siêu thầy như vậy là mình phải lên mình công khai cái lỗi mình ra, và mình phải xin lỗi thành tâm sám hối không. Từ nay mình phải quan sát cho kỹ, tránh mình nói tới siêu thầy mà nói cái kiểu mà mình thiếu thông tin thì nó rất là nguy hiểm. Mô Phật, con xin là thành tâm sám hối với sư thầy Pháp Hòa, thầy Thích Pháp Hòa. Mô Phật, con xin sám hối, thành tâm sám hối. Mô Phật, đây là lỗi nghiêm trọng. Mô Phật. Mặc dù là mình biết là thầy Pháp Hòa cũng có thể không có coi YouTube gì đâu, nhưng mà đây là cái lỗi do mình cảm thấy thôi, mình cảm nhận được cái lỗi này. Đấy, để mình coi video coi nó lên hình chưa. Nãy giờ chưa coi video nữa, để coi nè. Đây nó có rồi đây. Sao kỳ vậy ta. Rồi bây giờ này bây giờ mình lên, mình thấy lên mạng xã hội mình thấy kinh khủng không? Lên mạng xã hội mình thấy kinh khủng chưa? Nó cắt ghép video của sư thầy mình đâu có biết đâu. Bây giờ này mình mới coi được clip hồi chiều hôm qua tới tối, mình nói thôi đợi sáng mình livestream luôn. Tối này mình coi được clip thầy Pháp Hòa nói là với mọi người ngồi xung quanh đó, thầy nói thầy không có nói gì hết á, do họ cắt ghép cái video cũ lại thôi đó, cho nên là mình bị hốt nha. Cho nên là mình nghĩ là thầy Pháp Hòa đang nói về cái vấn đề của tay đầu đà đầu đường đó, và nếu mà nói như vậy thì có dụng tâm dụng ý muốn lăn xê lên, muốn tương bốc lên, như vậy là có một cái ý đồ là không tốt, là muốn dành cái tiếng tâm gì mình, muốn tránh muốn ai ảnh hưởng, tranh thủ sự ảnh hưởng của fan đông, số lượng đông, cho nên là nói lấy lòng số đông, mình hiểu sai như vậy đó. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Nói sai bây giờ này, cái có vấn đề nữa là cái cô Miễn này á, rồi tiếp tục là lấy mấy cái video mà coi mà phán xét không có kỹ đó. Cô Miễn này á, tư duy rất là tốt, tư duy rất là hay, phản biện rất là hay đó, có tư duy, có đỏ, có suy nghĩ đó, nhưng mà cái chung đó, cái mục đích rốt ráo là cái mục đích là cái tâm đó, tức là cái tâm nó đã bị thiên lệch, nó không có còn đứng về bảo vệ Phật giáo một cách trong sáng nữa. Bây giờ nó thiên lệch, tức là nó theo một cái tông phái, theo cái đại thừa, và nó bảo vệ thầy tổ một cách là cuồng, rất là cuồng. Ai đụng tới thầy tổ là phan, là quýnh, là đánh, là kể cả sư thầy trong giáo hội cũng đánh luôn, đánh tơi tả hết, lôi sư thầy ở trong giáo hội nói luôn. Các bạn thấy kinh khủng không? Bây giờ này nói lên một clip nữa là cái cô này nói lên một cái mà mình nghĩ là cái tầm bậy nữa, là đây nè, đây là một cái tầm bậy nữa, là bây giờ này nó là sự thật thống nhất Phật, đây nè thống nhất Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Đây nè, lý do vì sao các đạo gia nhà thờ và đảng phương chiêm luôn một mực ca ngợi tăng bốc thần thánh hóa Thích Minh Tuệ, đồng thời tổng tấn công ra sức phỉ báng chà đạp đạo Phật của mình. Song song với việc ca ngợi ông Thích Minh Tuệ, chúng cũng ra sức tổng tấn công các cái thầy chùa, thầy tu của đạo Phật mình. Đồng thời đây cũng là cái lý do mà ông Thích Nguyên Tánh bị bốc hơi, và đây cũng chính là cái âm mưu của thầy trò ông Thích Minh Tuệ. Đó chính là âm mưu muốn sát nhập đạo Phật của mình với đạo Công giáo. Sau khi mà ông Thích Minh Tuệ được nổi tiếng, thu hút được hàng triệu tín đồ, thì họ sẽ sát nhập cái đạo Phật của mình chung với đạo Công giáo. Mọi người hãy xem đi. Ngày 17 tháng 3 vừa rồi thì ông Thích Minh Tuệ đã đăng lên trang TikTok của ông, thống nhất Phật giáo và Công giáo Chúa Giêsu, tạo nên siêu thần khí bài toán cho thời mạt pháp của đạo Phật. Ông Thích Nguyên Tánh đã đăng cái clip này vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, và sau đó ông đã lặng lẽ bị bốc hơi. Cộng với cái clip em trai của ông Thích Minh Tuệ dẫn dạc tuyên bố có thể ông Thích Minh Tuệ sẽ lập đạo mới. Mọi người đã nhớ thành lập một cái giáo phái mới đó. Tôi đã nói rồi, là mọi người nên sâu chuỗi những video tôi đã nói. Còn đây là anh Thích Minh Đạo của chúng ta. Chúng tôi nhà thờ cũng cầu nguyện làm sao cho năm nay có cái thằng nào can đảm nó cầm một đóa hồng nó cầu. Cha tợ ơi là cha tợ. Đúng rồi, ngày xưa tôi có nhớ, tôi có một cái clip là tôi nói ông Tuệ là một ngày nào đó ông sẽ lạy Chúa Amen tu quán. Đúng sự thật luôn. Cái này đó, cái clip này mới nhất nè các bạn. Nhưng mà cái này là theo mình nghĩ là cái nhìn phiến diện nữa của cô Miễn này. Cái nhìn phiến diện nữa. Bà chớp bà nhé. Bà chớp bà nhé, làm kiểu như là cuồng, không thiếu sự suy nghĩ. Thiếu cái sự suy nghĩ, thiếu cái sự chín chắn. Thiếu sự chín chắn. Các bạn nghĩ làm sao mà cái chuyện cái đạo Thiên Chúa, cái đạo, xin lỗi mình nói tới cái tên của đạo ngoài bên đạo người khác, mình ghép vô mình nói, không phải là mình phỉ báng, mà mình muốn nói là cái cô này suy nghĩ là nông nổi nông cạn dữ lắm. Làm sao mà có thể ai mà có thể gộp thâu Phật giáo và Công giáo cho được. Kể cả những cái người phải nói là trên thế giới người ta bao nhiêu nước người ta liên kết, người ta vẫn không thâu được, thì những cái người ở trong cái một vài cá nhân ở trong một quốc gia nào đó là không có làm được chuyện đó nha, không có làm được chuyện đó. Thì có chăng người ta làm được cái chuyện gì á, thì cái cô này á, nếu mà đặt cái trường hợp ra để nói chuyện á, thì phải đặt ra cái gọi là cái thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu, tức là nó muốn phá thì có lý hơn, chứ không phải là nó muốn xây dựng một cái đạo nào đó nó liên kết lại. Làm sao liên kết được, làm sao mà tín đồ và cái tín hữu gì của người ta đang tu mà người ta có thể người ta làm bỏ chạy theo đạo mới được, không có đó. Cho nên cái cô này á, là bà chớp bà nhán nữa, đi lấy đạo người ta ra nói, vừa chừng bị người ta nói nữa nha. Cái chuyện á, là mình nói nếu mà mình nói tới chủ đề này á, thì mình nói là thuyết âm mưu. Cái thuyết âm mưu á, là nó muốn phá tôn giáo. Mấy thằng coi, mấy thằng cơ hội, mấy thằng gì vô thần vô thánh thì nó không cần tôn giáo gì hết á. Cho nên á, là có thể là nó dùng cái thuyết âm mưu đó để nó phá tôn giáo. Thì mình suy nghĩ theo cái hướng đó thì có lý hơn. Mình suy nghĩ theo cái hướng đó thì nó khả thi, giống như mình suy nghĩ theo một cái là cái xu hướng. hay là cái thuyết âm mưu á, thì nếu mà có cái trường hợp mà âm mưu phá hoại á, thì nó là có âm mưu đó. Nhưng mà mình không có đủ chứng cứ, chứ không phải mình gặp một vài tấm hình nào đó, hay là mình ghi lại cái bài của ông Thích Nguyên Tánh. Lúc mà ông Thích Nguyên Tánh ông chưa có mất á, thì ông đã đăng cái clip đó đi, nhưng mà ông đăng cái clip đó thì cũng chưa biết là như thế nào nữa, tại vì mình coi là coi trên mạng thôi. Bây giờ ông mất rồi, mình cà khơi ba chớp ba nhán mình lên mình nói ổng, thì cái người nhà của ổng, ổng mất rồi thì cái người nhà của ổng á, người ta mò tới mình được chưa, ta nói người ta mình tấn công cá nhân được chưa, lúc đó phải mình dính vào pháp lý hay không, đúng không? Mình đi vội vàng nó làm ba chớp ba nhán, thấy như vậy rồi lại vội vàng nói là mình sẽ dính pháp lý ngay. Cho nên đó, mình cũng vậy, mình cũng ba chớp ba nhán tin theo cái cô này, đăng video lên người ta cắt ghép không à. Đã cái video của FEN U Mê ở bên cái cha đầu đà đầu đường đó, là đã người ta cắt ghép video liên tục là không còn biết đâu là sự thật nữa rồi. Bản thân mình đó là kiểm chứng dữ lắm mà mình cũng bị sụp, vào đó. Mình tưởng là thầy Pháp Hòa nói, mấy tháng nay ai nhà là thầy Pháp Hòa không nói gì chứ, không có thôi, không có tung hô gì hết chứ. Mà bây giờ mấy tháng nay á, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy Pháp Hòa ra để giống như thầy Pháp Hòa ra ngã ủng hộ rồi vậy đó. Thấy dữ dằn chưa, nó làm nó thao túng tâm lý cực kỳ chưa. Bây giờ mới lòi ra, thì bây giờ lòi ra rồi nó lại quýnh thầy Pháp Hòa, quýnh kinh khủng lắm. Để hồi mình nói, còn bây giờ mình nói cô Nguyễn này, cô nói là cái chuyện đó là nếu cái người Việt Nam á, nếu mà cổ ở Malaysia, còn cái người Việt Nam mình á, ba chớp ba nhán tin theo cô Nguyễn này, bắt đầu chạy ra nó rồi MT đã vi phạm pháp luật, MT đã có ý đồ xấu, MT muốn gộp Phật giáo Công giáo lại, thì rõ ràng là người Việt Nam bắt đầu ở Việt Nam là dính pháp lý chưa, rõ ràng là báo chưa. Bởi vì cô ta đang là cái người mà Phật tử, một số bộ phận Phật tử vẫn là theo, tại vì đang bảo vệ chánh pháp theo cái kiểu người ta hiểu theo bảo vệ chánh pháp. Nhưng mà mình nói là cái cô này bảo vệ ông thầy của cô này, bảo vệ ông thầy Trần Quang, bất chấp có cái sai rồi giáo hội xử vậy rồi còn không chịu nữa, còn quay lại tấn công cái sư thầy trong giáo hội nữa, nói là ganh ăn tức ở thì sao đó, nói tùm lum tà la chứ, tấn công đủ thứ sư thầy hết đó. Ba chớp ba nhán thì sao, là người ta nói là sao, nhiệt tình mà ngu dốt thành đại phá hoại, có trí khôn có trí thông minh mà không biết sử dụng để làm cho cái đạo mình nó rối lên thêm. Hiện tại là mình phải dùng toàn lực lượng lại, mình dồn toàn tâm toàn sức lại để mà mình đi mò ra cái chuyện ông Nguyên Tánh, mò đi lướng rồi đó, mò liên tục mò ổng ra, tìm ra. Thì mình nói lần trước, mấy tháng trước mình nói rồi, mò Nguyên Tánh thì thế nào, lòi MT ra, cứ mò Nguyên Tánh ra, mò ông Nguyên Tánh ra. Ổng là cái người như thế nào trước khi ổng đến với Ngài Thông Lạc, ổng là người như thế nào, ổng làm tư tưởng ổng sao, tư tưởng ổng làm cho cái tổ chức nào, hay là ổng làm nghề nghiệp gì, ổng có tư tưởng gì, cái tư tưởng của ổng là gì, ổng từng làm cái gì, cái điều đó quan trọng cực kỳ lắm. Tại vì sao cái cô Miễn này cũng nói là ông Nguyên Tánh biến mất giống như là một cách nhanh chóng như vậy, là cô đặt nghi vấn. Thì mình phải biết là ông Nguyên Tánh là ổng là cái mấu chốt của vấn đề, thì mình phải điều tra ra cái tư tưởng, cái suy nghĩ của ổng là như thế nào, thì mình sẽ biết được cái động cơ của ổng như thế nào. Tại vì rõ ràng rồi, ổng là ổng dạy học trò, ổng suối đi, còn ổng thì ổng đi, ổng làm vậy, ổng ở nhà ổng làm vậy. Từ mình điều tra được tới đó, thì bây giờ mình phải điều tra tiếp, là làm tiếp cái chuyện vậy. Chứ bây giờ tự nhiên cái mình nổi cái máu lên, mình nổi máu tức lên, bắt đầu mình quay trở lại mình tấn công với các sư thầy, làm vậy chi, làm vậy được cái gì. Đã bây giờ FEN U Mê nó đang tấn công các sư thầy, tấn công chùa mà. Mình bây giờ mình U Mê mình chạy theo, mình bảo vệ cái ông thầy, mà bảo vệ ông thầy bất chấp rồi dồn vô đó mình tấn công luôn cái sư thầy ở trong giáo hội luôn. Vậy phải là báo hại không? Rất là báo hại chứ không phải là giỡn chơi đâu. Đấy, cái chuyện đó là cái chuyện như vậy. Thì tới cái trend này á, là điều tra ra tới cái trend này là mình nghĩ là cũng là có dần dần mình thấy cũng có sáng tỏ một số phần rồi đó, là bây giờ ông Nguyên Tánh là như vậy. Thì á, là cái mình đặt câu hỏi thôi chứ mình không được khẳng định. Tại vì mình khẳng định á, là mình phải có đủ bằng chứng, mình có đủ chứng cứ hết mình mới khẳng định được. Còn bây giờ mình á, nêu lên mình nói rõ ràng là cái trang này là cái trang của ổng, hồi xưa là trang của ổng, đúng không? Ổng đăng cái đó lên, thì bây giờ mình coi đó là dụng ý là gì khi mà ổng nói là Phật giáo Công giáo gì cái clip hồi nãy đó. Này ổng nói cái gì nè, mình xin tiết lộ cho biết cộng đồng các ơi, quách được hạt nhập tháng 3 vừa rồi Ngày 17 tháng 3 vừa rồi thì ông Thích Nguyên Tánh đã đăng lên trang TikTok của ông: thống nhất Phật giáo và Công giáo Chúa Giêsu, tạo nên siêu thần khí bài toán cho thời mạt pháp của đạo Phật. À, thì cái chỗ này á, thì mình coi lại thì mình biết ông Nguyên Tánh không bao giờ làm được chuyện đó. Thì ông Nguyên Tánh này ổng đăng như vậy á, là với mục đích gì mình suy nghĩ kỹ lại nếu mà ổng đăng đó nha, chứ không phải là mình nghĩ là chắc là ổng đăng. Đó, mình đặt ra cái xu hướng, mình đặt ra cái vấn đề. Là cái vấn đề nếu mà ổng đăng như vậy là chắc là trong đầu ổng đã có cái tính toán ngay từ trước rồi. Cái tính toán làm sao giống như mình nêu lên cái nghi vấn là ổng đã có cái tính toán để phá Phật giáo trước rồi nha, thậm chí là phá luôn các tôn giáo khác để phá rối. Thì mình đặt ra cái nghi vấn đó, đặt ra cái nghi vấn như vậy thì được. Còn bây giờ mình mới chưa đủ chứng cứ gì cho mình nhào vô mình nói ổng là phá hoại, thì cái người ở Việt Nam mà đi nhào vô nói thì dĩ nhiên là sẽ dính pháp lý, hiểu không? Bởi vậy cái này là cái cô này á, là các bạn cẩn thận, các bạn Phật tử cẩn thận, tuyệt đối là cẩn thận nha. Nếu mà suy nghĩ không chín chắn những gì cô này nói ở Malai không sao, mà ở Việt Nam mình nói theo, bắt đầu nói theo cô này là dễ bị dính lắm nha, dễ bị dính pháp lý lắm. Thì bây giờ này thấy được cái đó thì mình sẽ đặt lên vấn đề đó thôi, đặt vấn đề như vậy. Đấy, bây giờ mình mới mở lên để mình sám hối với thầy Pháp Hòa, sám hối với thầy Pháp Hòa, bởi vì mình hiểu lầm về thầy Pháp Hòa. Mình nghĩ thầy Pháp Hòa đang phát biểu để ủng hộ cái anti, cho nên mình bây giờ mình phân tích cái câu nói của thầy Pháp Hòa là như vậy. Thì là do mình hiểu sai nên mình lên mình sám hối. Và sám hối không phải là mình rút về chỗ nào đó để mình sám hối, mà mình phải lên công chúng mình sám hối, mình nói lên cái lỗi mình trước công chúng, trước cộng đồng để cho mình biết nhục nhã, cho mình biết xấu hổ chứ cái lỗi của mình. Vậy là mình đã phát hiện ra được cái lỗi của mình rồi, mình mừng dữ lắm đó. Mình tu là mình phải làm được chuyện đó, chứ không phải tu mình lén rồi mình xây dựng cái hình ảnh tu của mình, rồi mình đeo chuỗi đeo hạt tùm lum hết trơn, rồi mình niệm Phật, rồi bận áo cư sĩ, rồi tối ngày tỏ ra hào quang giống như là Phật tử thuộc là tinh khôi, không có tì vết gì hết, là vấn đề đó. Chúng ta tu chúng ta là cư sĩ, chúng ta lỗi tùm lum hết á, chúng ta không có tốt đẹp gì hết đó. Cứ nghĩ vậy nó sẽ giúp cho mình có được sự thăng tiến trong tâm linh. Mình phải thành thật chính bản thân của mình, đấy là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề nữa thì mình chụp qua cái clip này, mình vừa mới chụp qua cái clip này hồi nãy, thì nó mới nói qua cái clip của cô Nguyễn này luôn đó. Có hai vấn đề thôi, nên live stream lên không biết nói gì luôn đó, thì mình nói với các bạn là như vậy. Thì cái chủ đề cô Nguyễn hồi nãy nói đó rất là quan trọng nha các bạn, không phải cái chuyện giỡn đâu. Nếu mà cô Nguyễn mà cô nói như vậy đó, mà mình là người ở Việt Nam mình nói lại á, mình nói đúng như ý cô Miễn, hoàn toàn trăm cái lời của cô Miễn này lại á, thì cô chừng mình dính pháp lý đó. Vì bây giờ này cô Miễn cô phát hiện ra được cái clip này cô Nguyên Tánh đi cho hạn đó, mình cho vậy đi. Thì đăng lên đó, thì mình mới đặt câu hỏi là ông này đã có tính toán ngay từ đầu rồi. Như vậy là cái sự tính toán này á, là nghi vấn là có chăng là ổng đã mưu tính sự phá hoại ngay từ đầu đó, do là ổng ghét bên này bên kia hay gì đó, thể dụ nó có nguyên nhân. Thì một mình ổng á, thì mình nghĩ á, là khó mà làm được. Một mình ổng thì làm sao mà ổng biết được cái chuyện mà ổng có thể là chắc chắn 100% là mà ông này sẽ ra để thu hút bên này bên kia đó. Cho nên á, là thí dụ giống như ổng không có cái gì hết á, ổng mà hoàn toàn mà trong sạch hết á, thì ổng không bao giờ dám đăng lên ổng nói những cái câu như vậy. Thí dụ ổng đăng như là cái cô Miễn này cô đăng thông tin lên á trên TikTok đó, thì nếu mà ổng đăng như vậy á, thì là ổng theo cái khuynh hướng suy nghĩ nghi vấn á, thuyết âm mưu á, là ổng trong đầu ổng đã có biết được cái gì đó rồi, sự tính toán gì đó rồi của cái nhóm nào đó chăng đó. Mình suy nghĩ theo hướng đó thôi, chứ mình đừng có khẳng định 100%. Mình suy nghĩ theo hướng đó thôi. Là cái cô Miễn này á, lần trước là mấy cái người trước như là cái anh Châu Quỳnh, Thám Tử Cao rồi nè, mới cái điều tra Nguyên Tánh được một vài clip dừng lại. Thì bây giờ này cái cô Miễn này điều tra, tiếp tục điều tra Nguyên Tánh, nên là tiếp tục điều tra Nguyên Tánh, nhóm Nguyên Tánh, để biết được cho dù ổng mất như thế nào đó, nhưng mà mình biết được cái lý lịch không bao giờ mất. Cái lý lịch của ổng ở đâu, làm gì, như thế nào nó không bao giờ mất. Ở địa phương đó người ta sẽ biết hết trước khi mà ổng xuất gia với thầy Thông Lạc, ổng làm cái gì, ổng là ở đâu, ổng cái phương hướng tư tưởng của ổng suy nghĩ trong cái tư tưởng của ổng như thế nào, là mình sẽ biết được. Rồi sau đó mình tập hợp lại mấy cái clip mà ổng có liên hệ gì đó, mấy cái chuyện mà lần mấy cái clip lần trước có hình như là có ghi lại mấy cái clip mà là chụp hình chung với mấy ông nước ngoài hay sau đó có hay không, đưa lại tổng kết lại thành một cái tài liệu để tổng hợp lại hết trơn cái vụ này. Cái vụ này nó lớn chứ không phải vụ này nó nhỏ đâu. Nếu mà phanh cái vụ này ra, thì rõ ràng là mình biết là cái ông này là ông chủ trương trước rồi, ông đưa mấy ông kia đi, ông đưa ông Phước Đông rồi nè, mấy ông Ngộ Trí Phước Đông rồi nè, đi tùm lum hết trơn mấy năm trước là ổng đưa đi là ổng quay phim lại, ổng nói hết trơn á, ổng đưa đi ổng quay phim là ổng nói hết trơn, cho nên là ổng đưa MT đi thì ổng cũng nói luôn, như vậy á, là ổng biết trước ngay từ đầu rồi. Và mấy ông kia cũng đi về với chú xứ ổng liên tục à, chứ không phải là dừng lại cái kiểu giống như là cái fan U Mê nó nghĩ, là ông này cù bơ cù bớt chắc là đi ra ngoài đó là tự phát tâm rồi tự dấn thân rồi. Còn bây giờ nên nó lòi ra là cái ông này đi làm theo lời của ông thầy, giống như là sắp đặt ông thầy thì ông sắp đặt cái kế hoạch xíu hết rồi. Còn mấy ông kia là mấy ông có thể là có hiểu biết, có thể là do cố tình hoặc là do vô ý, do sơ ý mà mình đi thực hiện cái việc của ông thầy mà mình không hay nha, có thể là như vậy, có thể là tự ý mấy ông này, ổng đi làm như vậy rồi ổng đi làm theo lời của ông thầy, của ông Nguyên Tánh như vậy. Rồi bây giờ này mấy ổng vẫn không hay biết gì về cái việc ông Nguyên Tánh làm. Thí dụ như vậy, mình đặt trường hợp là nghi vấn là có cái âm mưu từ ông Nguyên Tánh, thì mấy ông mà đi như vậy thì có thể là mấy ông cũng có thể biết, có thể không biết đó. Thì những cái lời nói phỏng vấn rồi thì mình biết bây giờ nó khui ra là chặt lất hết. Phỏng vấn giống như hồi xưa là cụ bơ cụ bất rồi đi tự hứng, tự đi tự dấn thân tìm, giống như tìm đường cứu nước rồi đó, tìm đường đạo rồi đó, nhiều người cũng mũi lòng khóc ròng rồi đó. Thì bây giờ này quay trở lại coi thì đâu phải, ông này ông đi có kế hoạch, ông thầy ông sắp đặt hết rồi, ông biểu đi vậy đó, rồi đi vậy đó, đi gì đi, chứ đâu phải là do mấy ông tự ý đâu. Vậy bây giờ phỏng vấn lại thì rõ ràng có ý đồ muốn che giấu, ông thầy này thì là có ý đồ gì. Trong khi đó nếu mà ông này thuần thành học theo Phật thì phải biết được là cái chuyện mà nó chơi chánh đáng là mình phải nói chùa mình ở đâu, thầy mình là ai, phải nói ra. Ba việc Đức Phật dạy là không được quên, đó là cái nơi xuất gia cho mình, quy thọ giới, cái vị thầy thọ giới cho mình, và cái nơi mà mình giác ngộ giải thoát, mình đạt được pháp, mình học được pháp, mình đạt được pháp, mình hoàn toàn chân chánh, đạt được cái gọi là giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Cái nơi đó là cái nơi mình phải nhớ, ba cái việc nó phải nhớ. Đức Phật dạy mà, thì ông này không phải là học chân chánh cho nên không nhớ mấy việc đó, cho nên cứ nhớ theo cái kế hoạch là phải giấu tên ông thầy mình, phải giấu tên chùa của mình. Tại sao vậy? Tại sao ảnh hưởng gì đâu, nó hỏi tới ông thầy thì nó không có, con sợ ảnh hưởng gì, mình đang đi làm chuyện tốt mà ảnh hưởng gì. Phải như mình đi làm phá xóm thì mình mới nói là ảnh hưởng. Thấy không, tâm lý của thằng ăn trộm ăn cướp phá làng phá xóm thì phỏng vấn nó thì nó mới nói con muốn nói đâu, sợ ảnh hưởng, họ lắm, con không dám nói, cho họ đâu, sợ bây giờ con đi rồi con sợ ảnh hưởng tên tuổi danh tiếng của họ, con không nói. Còn bây giờ mình là đi làm việc tốt, bao nhiêu người là đi tu nữa, bao nhiêu người quy ngưỡng, đệ tử đang đông như vậy đó, thì mình phải lấy làm tự hào. Nếu là con người bình thường thì họ sẽ lấy làm tự hào, có một chút gì đó tự hào, tại vì họ chưa giải thoát. Không tự hào thì người ta phải nói luôn chỗ này chân chánh là nhớ cái lời Phật dạy là như vậy đó, thì mình nhớ cộng với cái lòng tự hào của mình đó, thì mình cũng nói được, mình đâu có sợ ảnh hưởng gì đâu, nó hoàn toàn tốt đẹp mà, làm sao ảnh hưởng được. Như vậy là mình nghĩ theo cái khuynh hướng là trong đầu mấy ông này nghĩ rằng đi làm cái này là nó có cái việc gì đó rồi, có gì đó là không tốt rồi, cho nên là sao phải giấu, không cho biết ông thầy. Đây nè, mình coi coi clip cô này đang hổm gài cả tháng nay, mấy tuần nay mình không có vô coi với cô này. Cái cô Miễn này đăng cũng có nhiều clip rồi đó. Bây giờ vô coi lại thì thấy là có nhiều cái điều tra, có nhiều cái kết quả cũng khả quan. Không, nếu mà mình vô đó mình phân tích kỹ lên mình mới thấy được. bây giờ nó lăn xê theo cái kiểu á, là các bạn biết, nó lăn xê theo cái kiểu á, là bây giờ cái ông này á, thì nói là học sinh rồi, là nói không có giải thoát, không có gì cho nó, không có chứng gì hết đó, mà mình đã nghe là ổng nói rồi, nghe ổng nói vô mình nghe ổng nói là thấy nó mâu thuẫn đầu này đầu kia. Kinh Nguyên Thủy á, là mình đọc qua là mình sôi vào trong cái chuyện ổng, lời của ổng nói là ổng nói thế tầm bậy rồi, nói A La Hán không biết gì cảnh giới là biết ông này tầm bậy rồi, làm bà tầm bậy lắm rồi, rồi nói ba cái chuyện mà cái phương thức, cái cách đi đứng và cái cách hình thức tu như vậy đó, là nó đi ngược lại với cái truyền thống tu Nguyên Thủy. Mà cái mời miệng của mình thì mình nói mình tu theo Nguyên Thủy sao được, hay tin. Nhưng mà sao cái nhóm FEN U Mê á, thì nó là có tổ chức, mình nghĩ là như vậy, nó có tổ chức cho nên nó liên tục với nhau, nó thay phiên nhau lại, nó tung lên làm Phật. Bây giờ này nó đăng những cái câu giống như Phật, đã thành Phật, hồi xưa là nó có dấu hiệu thành Phật, bây giờ đăng luôn video nói là thành Phật luôn. Có cái trang gì đời sống hạnh phúc gì đó đăng lên, nó sư Minh Tuệ, tại sao sư Minh Tuệ đã thành Phật rồi, đã thành Phật rồi mà vẫn chưa nhập niết bàn. Chú cha ơi, người ta lại lúc đó người ta cứ rồi đã thành Phật đó, ta mặc nhiên ta công nhận là ồ đã thành Phật rồi. Cái bắt đầu ta chuyển qua cái chủ đề là tại sao chưa nhập niết bàn, người ta bàn với nhau, ta bàn với nhau về cái chuyện mà chưa nhập, tại sao chưa nhập niết bàn. Chứ thật ra ta bỏ qua cái chuyện mà đã thành Phật, vì nó thao túng tâm lý mức độ đó đó, nó thao túng tâm lý tới mức độ là ông này đã thành Phật rồi đó. Đừng có bàn nữa, đừng có bàn tới chuyện đã thành Phật nữa, hãy bàn qua cái chuyện tại sao ông ta chưa nhập niết bàn đó. Cái chuyện thao túng tâm lý nó cứ ghê gớm như vậy đó các bạn, vào trong đó. Còn những cái người sơ cơ á, coi như là không biết trời trăng đất mê khối là gì hết đó, vào trong đó đọc những cái bài đọc của nó rồi nó thăng xê lên rồi nó làm cho họ quan chiếu vô một cái rồi đó, coi như là không có biết còn cha mẹ là gì nữa. Về tới nhà là thôi đó, đập tượng Quán Âm luôn á. Chứ tượng Quán Âm hồi xưa, tượng Quán Âm là Bồ Tát đó, là cái vấn đề về bên chú Đại Bi, mà bây giờ ông này phỉ bán chú Đại Bi, ông này phỉ bán chú Đại Bi, không tin Quán Âm Bồ Tát. Ông thầy cũng vậy, ông thầy của cái tay này là thầy ông Tánh cũng vô đi chôn vô trong chùa của người ta đòi đập. Bây giờ này mấy cái tượng này không có tác dụng gì nữa, thôi đập đi, bỏ đi chứ để làm gì, ông nói như vậy mà. Thì mình nghĩ là cái tư tưởng của cái ông này là nó không thích mấy chuyện đó. Bây giờ này mấy bạn đi về cho nó, bạn thờ ông này thì sao bạn về mà bạn gỡ cái tượng Quán Âm xuống cho rồi nha. Những chúng ta là cái người mà tín ngưỡng bên truyền thống như vậy, bây giờ người ta đã dùng cái thủ thuật thao túng tâm lý, người ta thao túng tâm lý mình rồi, người ta tẩy não mình rồi, mình biến thành con người khác rồi, không còn có con người hồi xưa tới giờ đốt nhang thờ Quán Âm Bồ Tát nữa, không còn con người đó nữa, con người đó đã mất rồi nha. Mà sự thật là như vậy, các thiền sư cũng nói cho chúng ta biết, không? Sau khi thiền sâu thì mới biết được con người thay đổi trong từng sát na một đó. Con người thay đổi trong từng sát na một, thay đổi chứ không phải là tôi hồi hôm qua là tôi bữa nay, không phải vậy đó. Trong mỗi một cái cấu trúc cấu tạo nên cái cơ thể mình, trong mỗi cái kalapa đó, những cái phân tử nhỏ nhất cấu tạo nên sự sống, thì mỗi một giây phút, mỗi một sát na thời gian thì nó thay đổi, dẫn tới toàn bộ cái cấu trúc cơ thể này nó thay đổi, liên tục mà mình không thấy được. Mình thấy sự liên tục, như là có cái ta nó đang liên tục ghi nhận, phản ánh, đối đãi với nhau như vậy thôi. Thật sự là nó thay đổi liên tục, người ta gọi là vô thường. Tâm mình vô thường, thân mình vô thường, anicca, những gì vô thường đó là biến đổi đó. Tất cả các hành nghiệp trong thân mình, thân tâm mình nó đều vô thường cả, anicca và sankhara. Vậy thì mình biết là vô thường, con người mình như vậy thì nó thay đổi. Còn năm trước mình thờ tượng, thờ Phật, mình có đầy đủ tín tâm, mình có lòng tin, mình có sự nhiệt tâm, sự thuần khiết đến với đạo. Bây giờ này không còn sự thuần khiết đó nữa, bây giờ cái tâm mình nó trở thành trĩu nặng. Bây giờ mình tu cái kiểu gì đó bị người ta thao túng tâm lý rồi, mình giờ chỉ trong lòng mình chỉ chửi bới thôi, mình chỉ đi gặp chùa là mình ghét. Hồi xưa mình gặp chùa mình hạnh phúc lắm, mà thật sự mấy ngàn năm nay từ cái thời Phật tới bây giờ, ai đi ngang ngôi chùa người ta nói là thanh tịnh, mà cuối cùng mình tu kiểu gì mình đi ngang cái chùa thì mình lại ghét. Nhiều người sẽ nói ôi tôi không ghét cái chùa, tôi ghét cái ông thầy đó, ông sư đó. Đó là bao biện, bào chữa cho cái chuyện của mình. Cái ông thầy ở trong cái chùa đó là ông làm Phật sự để ông biên chép, ông dịch thuật, ông hoàn pháp, pháp của Phật, để cho ông mang cái giáo pháp đó đến với chúng ta. Chúng ta đã tu, chúng ta đã chuyển hóa, chúng ta nhẹ nhàng là nhờ pháp của các sư thầy đó đó, chứ không phải nói mô Phật chờ đó tin tưởng vào tha lực Phật giải cứu. Nhờ vào sự hoàn pháp các chư tăng, thánh tăng, hiền tăng đã mang cái giáo pháp đó, chánh pháp, mang cái tham ma giải thoát nó đến với chúng ta. Đó là cái công sức to lớn. Chứ không phải mà không mang sao được. Không mang cái giáo pháp đó là làm sao mà Đức Phật ở đâu, Đức Phật nhậm Đức Bàn rồi, bây giờ làm sao mà Đức Phật hồ biến cái tất cả giáo pháp đến với chúng sanh hết chứ. Đâu có được. Phải có người mang giáo pháp đó đi hoàn pháp. Thì cái chi phí tiền bạc nào đó trong cái chùa đó, đó là cái phương tiện. Cái chùa lớn như vậy đó cũng là cái phương tiện để mang giáo pháp đến với mình. Hồi xưa mình đâu có tới chùa, nhưng mà mình đi ngang mình thấy chùa đẹp quá. Ô, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Nhìn thấy cái chùa thanh tịnh, đẹp nữa, bắt đầu mình dấn thân vào, mình dấn thân vào, thanh tịnh nhẹ nhàng. Mình mới vào đó mấy sư thầy mới ban cho mình cái pháp. Thì con cũng nhờ vào cái chùa, cái tượng. Ban đầu mình đến với đạo mình có biết gì đâu, mình có biết khiển gì về pháp đâu, mà mình bày đặt mình nói pháp là không có cháu trọng chùa chiền, chùa to tượng lớn gì hết. Pháp là giải thoát, không cao không thấp, không trên không dưới. Bắt đầu đè mấy cái tri kiến giải thoát ra nói như con vẹt, nó thao thao bất tuyệt. Lúc đó mình đâu có biết. Tại sao mình biết những tri kiến đó là nhờ vào những cái chùa to tượng lớn đó, nhờ vào những cái chùa to tượng lớn đó mới ban cho mình. Mình mới biết được giáo pháp. Vậy mình nỡ lòng nào mình vô ơn. Mình vô ơn, mình nghe lời người ta, ai nói gì trên mạng mà nó nói tùm bậy tùm bạ không à. Nó vô đó nó nói tùm bậy tùm ba, nó ghép hình ghép ảnh, nó ghép giọng nói, nó cắt ghép âm thanh, rồi nó phỉ bán, nó chửi. Có ai mà tu theo cái kiểu như vậy, fan như vậy mà gọi là tu không? Cái ông thầy thì đi chửi đầu tiên, cái ông thầy đi tấn công đầu tiên, ông thầy đi tấn công chùa ở trụ trì ông giải thoát, tấn công hết tất cả thế giới Phật giáo, tấn công đầu tiên. Kế đó mấy học trò đi theo nó nói hay quá, cái bắt đầu nó nhào vô đó nó làm theo, nó chửi, bắt đầu nó đi ra nó kỵ, nó ra thấy chùa nó không nhịn chùa, nó thấy ông thầy đứng ở trong chùa nó không, nó ghét, nó nói chùa tao ra chuyện lớn đó. Các bạn nghĩ không, mình tu kiểu gì mà từ cái tâm mình nó nhẹ nhàng, từ cái tâm mình nó thanh sạch, nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, nó không suy nghĩ sâu xa chứ, mà tự nhiên nó nhiễm, mà nó chuyển qua nó nhiễm, có khinh chê, có ngã nghiêng, có cao thấp, có cao hạ, nó toàn bộ bây giờ này nó như vậy. Thì bây giờ này nó là cái nó bị cái em thao túng tâm lý, nó thao túng tới mức độ mà kinh khủng. Mình là cũng bị hại luôn. Mình vô đó mình đọc, mình cứ ngỡ là thầy Pháp Hòa là nói là tung hô cái MT đó lên không, mình cũng bị hại luôn. Cho nên mình mới đầu clip mình mới sành tâm sám hối với thầy Pháp Hòa. Hôm qua coi clip là thầy Pháp Hòa xác chức là thầy chưa bao giờ nói về vấn đề đó, thầy chưa bao giờ nói về vấn đề của MT đó. Mình thấy không, mình thấy mình phòng bị dữ lắm đó, nhưng mà cuối cùng mình vẫn bị họ cắt ghép video, họ cắt ghép video của thầy Pháp Hòa để họ làm cho mình loạn tâm lên, động tâm lên, bắt đầu động tâm lên, bắt đầu mình vào đó mình giải thích liền, mình mới cự thầy Pháp Hòa liền. Mình nói giáo pháp đâu phải vậy, đâu phải để tung hô chuyện nó lên được. Mình mới vào cự, bây giờ mình cự là mình thấy cái lỗi của mình, mình phải sám hối. Sám hối không nhục nhã gì hết á. Mà mình đừng có nghĩ đặt nặng cái sĩ diện, cái bản ngã mình to lớn quá. Mình cứ lôi cái lỗi mình lên, mình nói hết với cộng đồng, công chúng, cho mọi người cùng biết. Để cho người ta biết được, cho mình biết được cái sai của mình, là mình cảm thấy cái bản ngã mình nó nhỏ xuống. Chứ bây giờ mình đặt sĩ diện, mình tu rồi cái mình nói mình cao lắm, mình giải thoát cao lắm, mình nói đúng chân lý không à. Không sai được, trồn sai là khó chịu lắm. Một người biết mình sai thôi là khó chịu. Hai người, ba người, muốn chuyện cả cộng đồng nó biết mình sai, ồ khó chịu lắm, không được. Tu như vậy là đâu phải tu. Cái đó là mình đang đi xây dựng cái bản ngã của mình. Mình đi ngược lại với ông Phật. Ông Phật cái kiểu tu, ông Phật là cho mình tấm gương. Đức Phật cho mình tấm gương. Đức Phật biết là mình tu sai. Đức Phật biết Đức Phật tu sai rồi, nói là không, chỗ này không giải thoát. Cho dù bao nhiêu người tu mình lên làm thượng đế cũng bỏ trong đó đi. Không, tu dưới pháp ngoại đạo, tu chỗ này chỗ kia không giải thoát, bỏ. Tu khổ hạnh không giải thoát rồi, nói thành tật với bản thân. Không giải thoát, bỏ cái pháp đó. Ra gốc cây ngồi, ra lên rừng, lên núi, tu đứng, tu nằm, tu ngồi. Tu cái kiểu khổ hạnh cho người ta thương, người ta khóc, người ta nhỏ nước mắt. Ta tung lên những người như thế này là thượng đế. Tung lên thời đó người ta tin thượng đế, tin vào là Phạm Thiên, Rama. Thì lúc đó người ta tung lên thượng đế, nhưng Phật cũng đâu có chấp nhận. Phật biết là mình sai rồi, vẫn thừa nhận mình sai rồi, vứt đi. Vứt đi những cái danh hư danh đó. Vứt đi. Cho nên là cái người tu phải thành thật với chính mình, và cái người cư sĩ cũng phải thành thật với chính mình. Cư sĩ mà cứ tưởng là mình tu vậy rồi chắc là thần Phật nắm tay kéo đi rồi, Bồ Tát Quá Âm tới so đầu kéo đi rồi, không phải vậy. Không phải vậy. Sai lầm hết, hiểu sai gì đạo Phật hết. Cái phước nó cũng là cái sự nhẹ nhàng từ tâm mình. Mình nó sám hối rồi, mình nó nêu cái bản cái xấu mình ra cho mọi người rồi á, thì mình nhẹ nhàng. Để sau này có vấn đề gì mình đi nó cũng ngọt. Đó, thiệt. Cái phước là đói bụng hả? Con xuống với bà ngoại Năm đi. Trước đi, bà nói chị vài câu nữa bà xuống với con nha. Không, con đi một mình thôi. Con đi một mình thôi. Đó, con đi trước đi. Con đi một mình có gì đâu buồn, tới cầu thang là tới rồi. Để ba nói về con nữa đã. Đừng ấy nè, nó hỏi bà quýnh đòn á, bà quýnh đòn để ba đang livestream với bạn ba đó nha. Cái ông công an kìa, ông công an trong này nè, để ba mở ông công an lên ra, ba gọi điện cho công an rồi nha. Ông công an á, là thấy công an nó có đứa học sinh nào mà không chịu nghe lời đó, là bắt lên xe, hiện tại đang đậu xe trước nhà bác Lâm á. Đó, cái cô Miễn này là cổ không phải là cổ dở, cô Miễn này là cổ hay đó chứ, nó không phải dở đâu. Cổ phát hiện mấy cái clip mà mình cũng bất ngờ nữa. Làm sao mà cái cô này mình đặt trường hợp đó, nếu mà một người á nha, một người á mà mình á, mình nói mình lướt rồi mình coi còn không đủ thời gian để coi ha, cho nên mình nói là cô Miễn này chắc là có nhiều người bơm cái thông tin cho cô Miễn này. Và kể cả cái fan U Mê thì mình khỏi nói rồi, cái FEN U Mê là nó liên kết lại với nhau, và cái nhóm phía sau nó đứng phía sau nữa đó, là mình nghĩ là họ phải là có nhận lương thôi, chứ không thể nào họ công sức đâu mà làm sống, lấy gì mà sống. Họ đăng bài liên tục mà, sáng 2-3 bài, trưa 2-3 bài, tối 2-3 bài liên tục nhau, mà thông tin nó đâu, họ đâu có đủ thời gian, họ là thời gian họ đăng, họ nói chuyện không hết thời gian rồi, họ lấy thời gian đâu mà họ đọc, họ nghe những cái clip người khác nói, không có thời gian nghe những cái clip người ta nói gì, tới cái đoạn nào là đoạn sau, và lấy dẫn chứng ở đâu, lấy cái lý luận gì để phản biện lại. Cái kế hoạch nó có đầy đủ, kịch bản nó soạn ra. Thí dụ các bạn coi cái kênh của Trung Nguyễn Nhạc Chế 2 đó, kênh Trung Nguyễn Nhạc Chế 2 nè, kênh Nhất Phương nè, mấy cái kênh đó nó liên tục ra những thông tin mà những thông tin chất lượng đó, tức là sao có mình nghĩ là có dàn dựng, có kịch bản. Thì với cái kịch bản như vậy thì làm sao một mình ông này ông làm nổi, làm sao mà ông làm nổi, không biết được những người nào, cư sĩ nào nói chuyện gì ở đâu, tới đoạn nào, khúc nào, người ta livestream có tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ, làm sao ông biết được cái khúc mà người ta nói chuyện có vấn đề. Ông lại chắc lọc, ông lôi cái vấn đề, cái khúc mà có vấn đề đó ra ông nói, ông cắt ra, làm sao ông coi được cái đoạn đó. Xong rồi là bắt đầu ông qua bên kia, ông làm luôn cái livestream, rồi cái bắt đầu ông làm luôn cái video ngắn 5-10 phút, rồi ông nói chủ đề của người khác nữa. Không có đủ thời gian làm, một người là không bao giờ có đủ thời gian làm cho các bạn hay. Như vậy á, là chắc chắn 100%, gần như 99,99% là những cái người này là họ có kịch bản, có tổ chức, đúng rồi. Mô Phật chào anh Thiện Thông nha, chào Lam Nguyễn. Anh Thiện Thông nói là nó có nhóm tư vấn sau khi thầy Tệ Thuận lên nói đạo Phật không phải tôn giáo, nó đăng Facebook chửi tiếp, ai nói vậy, ma ngoại đạo, nó quá hỗn xược. Đúng rồi, mình nói cái cô này là có cái hay, nhưng mà cái vấn đề cái tâm cô này nó đã bị dính lại rồi, tức là sao nó quá trời, coi như là cuồng, ta gọi là cuồng vào một ông thầy nào đó, cuồng vào thầy tổ đó, đó là cái bệnh. Rồi mình nói cái năm trước mình cũng nói rồi, cái bệnh của mấy người cư sĩ nó nặng dữ lắm, là quên ông Phật, bỏ Phật mà ôm thầy tổ. Cái bệnh này ở Việt Nam, rồi bệnh này ở nước ngoài Trung Quốc rồi đó, hay vậy lắm. Chứ các bạn thấy những cái bệnh mà những cái Phật giáo của Nam truyền hết, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan rồi đó, Myanmar rồi đó, các bạn thấy bao giờ mà ta ôm ông thầy nào đó, không bao giờ có chuyện đó. Ta đọc kinh nào, hiểu kinh hiểu sách rồi có biết được cái chuyện nào. Cho nên đó, là cái Phật tử Nam truyền, Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy á, không có ai chạy theo cái MT này hết, không có ai chạy theo cái tay đầu đà đầu đường này hết, không có ai chạy theo hết. Người ta cười cho nha. Nhưng mà nên sự thật á, thì cái fan dạ À, ngoài kia chưa có kêu bà đang kêu, bà đang nói cái người ở trước thì nói tới đâu rồi à, rồi để ba xuống liền. Thầy bổn sư của anh thanh nãy như anh đâu theo à, con đi, bà Năm kêu con kìa, thôi con ở đây đi để ba đưa xuống nha. À đúng rồi, cái cô Thanh Hải này mình nói một lần rồi anh Thiện Thông à, mình thấy anh Thiện Thông này rất là có cái chánh kiến, mình cũng bất ngờ nữa là cái ông thầy đó, làm sao mà ông thầy đó là đệ tử của bà cô Thanh Hải được. Cái cô Thanh Hải không phải xấu nha, cô Thanh Hải cổ vui vẻ, cổ cười giỡn thôi à, nhưng mà cái vấn đề của cô Thanh Hải này á là cái mang những cái tà kiến gán ghép tà kiến bên này bên kia, bên thần giáo bên công giáo, gán ghép thừa lưa tà la chứ. Rồi trong thiền định á thì cái cô Thanh Hải này trong thiền định á là nó dướng vào dị tưởng, những cái chứng ngại tưởng. Con không ngoan á là ba gọi công an nha, con ngồi coi 5 phút nó đi, ba không gọi công an đi sao? Anh công an đậu xe ở dưới nhà của bác Lâm á, coi đi. À, cái vấn đề đó để mình nói sau. À, cái vấn đề này mình đang nói tới cái chuyện là cái chuyện mà Phật tử á, là bỏ thầy tổ, họ bỏ Phật mà đi theo thầy tổ, như là cái cô Miễn vậy đó. Cô Miễn càng làm á thì càng thấy sự cuồng tín của cô Miễn này. Ngay từ những clip đầu tiên mình đã nói rồi, tự nhiên đi vào đó chụp MT, nói MT đi theo Nguyên Thủy Tiểu Thừa, không phải bà mớ không, nhìn vào là không phải Nguyên Thủy gì hết, kể cả ông Nguyên Tánh ha, kể cả ngài Thông Lạc thì mình kính ngưỡng ngài Thông Lạc, nhưng mà mình vẫn nói là ngài Thông Lạc đi một cách dị biệt cá biệt, không có theo Nguyên Thủy rạch, nó có một cái nhiều cái của ngài Thông Lạc đưa vào. Rồi để ba phân tâm quá mà không nói chuyện được với con luôn á, thôi thua rồi các bạn. Rồi hôm nào đó mình nói tiếp nha, nay mình nói nhiêu đây thôi đó, nói lên đây nói để cho các bạn biết những người Phật tử của mình nên cẩn thận đó. Nghe lời cái cô Miễn này là chết luôn, cái gì nghe được nghe. Cô Miễn này cũng hay đó, hay ở chỗ là cái tri kiến, cái tư duy phản biện rất là tốt, nhưng mà đáng tiếc là cái tâm nó díu lại, vẫn chưa thấy pháp đâu hết, vẫn còn u mê, vẫn còn mê theo cái kiểu như là thần thánh ma mị kiểu đó, mà quên giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật là dạy mình là dạy giải thoát, chứ đâu có dạy mình là dạy mà như nương theo ông này đó ban phước, là nhào vô đó ôm cái phước quá lâu rồi. Giống như mình không phải phỉ bán thầy Trần Quang, nhưng mà mình nói cái cách dạy của thầy Trần Quang nó có vấn đề, chỗ là đem nhân quả ra hù dọ nhiều quá, với lại đem cái phước ra giống như là làm cho người ta mê cái phước quá, để cho chúng sanh nó chìm nổi trong cái phước đó quá. Người ta mê cái phước mà nghĩ rằng những cái phước đó mình phải tự chuyển biến, mình phải tự tu được, chứ không phải là mình cứ đặt đi theo cái ông thầy đó. Mình trung thành tuyệt đối mà thề thốt trung thành tuyệt đối là không bao giờ được, thề thốt trung thành tuyệt đối là có vấn đề. À đúng rồi, cái bạn NMT này nó đúng đó. Bây giờ cái mạng mình bị gạt, mình mấy ngày tuần nay mình cứ nghĩ thầy Pháp Hòa như vậy mình đau, mình nghĩ thầy Pháp Hòa nói vậy mình không, mình mới đăng đàn lên, mình nói lời nói thầy Pháp Hòa, mình dẫn chứng pháp ra cho biết là lại mình không đồng ý. Nhưng mà bây giờ thầy Pháp Hòa nói là đâu có nói gì đâu, cho cái video đó là cũ mấy năm trước, nó cắt lại, nó gài vô, nó nói làm như là nó mượn hình ảnh của thầy Pháp Hòa để cái danh tiếng, nó mượn hình ảnh danh tiếng thầy Pháp Hòa vô để lăn xe lên đó. Nó dùng mọi cách để lăn xe lên, các bạn thấy kinh khủng không? Rồi nó nói cái gì thế giới, cả thế giới biết, có thế giới nào biết đâu, không có thế giới nào biết hết á. Cái euro người ta, cái màu cờ người ta liên quan đến Việt Nam đâu. 4-5 năm trước là người ta đắc cử cái nước mà tổ chức người ta đắc cử, người ta đắc cử là 4-5 năm trước là người ta cho design rồi, người ta cho design cái lá cờ đó rồi, là cái màu nó như vậy mấy năm trước rồi. Bây giờ họ nói vậy, còn bên Hồi giáo thì cũng vậy, người ta đã bận đồ nó lâu lắm rồi, bây giờ nó đi kiếm cái màu đó, nó đi kiếm trên thế giới coi cái màu nào mà giống vậy đó, đầu nó nói rồi đó, thấy chưa. Gì đó, nói gì đó cái chỗ mà của mình á, mình không hiểu luôn nha. Cái chỗ này ở cổ comment mình nó có trái tim á, nó che mất cái chữ, của người ta comment. Nó ghê gớm với lắm. Bây giờ người ta đã dính vào cái chuyện u mê này, nó đông lắm rồi. Bây giờ mình nói không khéo là bây giờ nó thù mình. Các bạn biết nó thù mình không? Những cái người mà Phật tử á nha, Phật tử mà nó không biết giáo lý, bây giờ sự căm thù của nó, sự kỳ thị của nó ghê lắm. Nó lên đó rồi á, nó bây giờ thầy Pháp Hòa lên mà bây giờ nè không theo ý nó thì nó đi trù dập thầy Pháp Hòa, liên tục nó lên nó chửi. Bây giờ nó lật lộn lại, nó chửi. Hồi xưa nó mượn hình ảnh thầy Pháp Hòa để nó tăng thầy nó lên, nó tăng thầy U Mê nó lên, nó U Mê cuối cùng lên U Mê nó lên. Rồi sau đó mà nó thấy thầy Pháp Hòa đính dính không có nói gì chứ, nó biết không lợi dụng được rồi thì bây giờ nó tập hợp lại nó dìm thầy Pháp Hòa xuống. Còn phải nó ác không? Rồi nó ác nhân không? Nó đâu có coi thầy Pháp Hòa ra gì đâu. Hồi xưa mình cũng nghĩ vậy, mình cũng nói vậy. Nó đang mượn hình ảnh là nó không có coi ra gì hết á. Chẳng qua là nó còn lợi dụng được, nó thấy nó lợi dụng được hình ảnh thì nó còn tung hô lên, nói thầy này uy tín thấy chưa, thầy uy tín vậy mà còn nói thấy chưa, còn tung hô lên á cho mẹ hay. Nhưng mà khi mà nó lợi dụng không được rồi đó, nó biết được là ông này là không lợi dụng được rồi đó, nó phải dìm xuống để cho sau này mà ông này mà có nói gì á cũng mất uy tín, không có sao chứ. Trong cái nhóm fan nó không bị lung lay. Thì cái nhóm nào dìm, không phải Phật tử dìm, cái nhóm mà nó tổ chức, cái nhóm đó nó mới dìm. Cái nhóm tổ chức đó, cái nhóm đứng phía sau đó, cái nhóm đó là clip hôm qua mình nói, cái nhóm đó đứng phía sau nó dìm. Nhóm đó nó dìm rồi sau đó Phật tử cái hé đúng rồi. Vài ngày sau à, mới ban đầu thì những Phật tử ngày xưa giờ mê thầy Pháp Hòa đâu dễ quay lưng được. Mấy Phật tử đó người ta cho dù người ta đang ủng hộ MT đi, nhưng mà người ta vẫn còn thích thầy Pháp Hòa đó. Nhưng mà sao nó làm liên tục, tuần này qua tuần kia, bắt đầu một hai tuần sau bắt đầu là nó thấy ông này cũng được rồi đó, không thấy là không chân chánh rồi đó, thấy chưa? Thầy Minh Tuệ nói vậy mà bây giờ ông nói là không biết là sao, giả dối. Rồi lên clip, nó trù dập, nó bôi nhọ, bôi xấu, nó chà đạp, nó khinh chê, nó dè biểu. Lúc đó là thầy Pháp Hòa là dính trưởng, bây giờ đang dính trưởng, bạn biết đó. Kinh khủng không? Thầy Pháp Hòa có nói gì đâu mà cuối cùng lại thầy Pháp Hòa không nói chứ. Thầy Pháp Hòa đâu có nói gì MT thầy nó đâu, không có nói gì. Các bạn thấy không? Con người ta hoàn toàn trong sạch, không có nói gì chứ. Vậy mà nó cũng vẫn kiếm được cái cớ để nó tấn công liên tục, nó chà đạp, nó nói là không có trên thần thật. Rồi nó hợp lại nó nói là tẩy chay, nó kêu tẩy chay thầy Pháp Hòa, nó kêu tẩy chay thầy Pháp Hòa. Bạn thấy bạn thấy kinh khủng chưa? Mình nói là kinh khủng dữ lắm. Những cái người nào mà đi theo đó thì dần dần học những cái thói hư tật xấu đó, học những cái thói là điêu hoa điểu cán đó, lật lọng, ăn cháo đá bát. Sử dụng được, mượn hình ảnh được thì tung lên mây, còn mượn không hình ảnh không được là đạp mày tới địa ngục luôn, chà đạp mày luôn, tấn công mày luôn, đánh hội đồng luôn, lên tố khắp mạng xã hội luôn cho mày hay. Quýnh mấy sư thầy trước, rồi mấy cư sĩ nào mà livestream mà đông cao cao lôi mấy cư sĩ ra chà đạp, cho làng xóm biết tên tuổi đi đó, thấy chưa, thằng này thấy chưa, đi chỗ người ta tu mày nói gì mày, chỗ người ta tu đi nói gì, chỗ mày cái tu ngày nào mày nói. Nhưng mà họ lại không biết được cái ông này tu, không ai biết được, đi lang thang ngoài đường mấy năm nay ai biết được, mấy năm trước ông làm gì. Giờ cái nhóm đó, nhóm Lan Xê nó nhào ra, cái ông đi vào action, kêu bước ra action cho quay phim đăng lên YouTube. Giờ nói tu được chưa? Chứ giờ thật tu là có ai kiểm chứng? Tăng đoàn nào kiểm chứng? Không tu, không có sự kiểm chứng mà sao nói người ta tu người ta tin được. Nhưng mà sao nó cũng nói được, nó người này tu đó mà thằng này nó nói tu, nó đi nói người tu, thấy không? Giờ nó rỉ rả thông tin, bởi vì nó làm cho cái người mà những cái cư sĩ á, sẽ lên bờ xuống ruộng đó. Nào nó lên nó tuyên truyền, nó rảo riết, nó cứ tìm những cái người thân trong cái lối xóm làng của cư sĩ đó đó, nó nói, nó bàn, nó khịa, nó nói ra nó vô, nó thằng đó con đó lên mạng nói người tu hết, cũng được, người xấu xa chỗ người ta tu lành. Nó biết nó là cái người ta, nó biết cái ông này cũng tu hành gì hết, nhưng mà sao nó cũng thổi cho người ta nói. Nhưng mà khi mà người ta đã bị nhiễm rồi, bị thao túng tâm lý rồi đó, người ta tưởng người ta chân chánh rồi đó, thì người ta tưởng ồ đúng rồi, phải bảo vệ ông này, còn cái người kia sao đi nói người ta hoài, kỳ quá, đi nói người ta. Nhưng mà thật sự quay trở lại hỏi ông thầy nó có nói không, thầy nó đi chửi người ta luôn, tấn công luôn cả giáo hội tăng đoàn, nói A La Hán như vậy, nói Phật như vậy, nói Pháp như vậy, lôi kinh sách ra làm tá lạ minh như vậy. Hỏi có tấn công không? Tấn công quá trời được chứ, tu gì, tu cái miệng tu chưa xong mà đó, như vậy đó. Nhưng mà họ sẽ tấn công mình lên bờ xuống ruộng luôn đó. Nhưng mà đối với mình thì không có vấn đề gì cả. Chửi mình thì mình sẽ quay phim lại, người nào chửi, người nào thóa mạ xúc phạm ra tới chỗ ngoài trời công an việc làm của mình, tố mình chỗ này chỗ kia cho xì xầm lên tới gần người thân mình á, xì xầm cho người thân mình hiểu lầm hiểu sai, tưởng đâu này nói xấu người tu, bắt đầu nó về nói này nói kia rồi nó tấn công kiểu đó đó. Rồi bạn này thì là nó là có tổ chức, cái tổ chức của nó không phải vừa gì nha, các bạn thấy nguy hiểm cực kỳ lắm. Cái này là cái mà không phải là mới, như là các trend của Lê Tùng Vân hay là các trend của Thích Tâm Phúc hay là mấy trend trước, không phải mấy trend đó, mấy trend này nó khác biệt, nó sẽ còn dai dẳng, nó quýnh chừng nào cho Phật giáo luôn, nó te tua hết trơn á, Phật giáo te tua hết trơn á. Các bạn biết nó quýnh thẳng vào uy tín của Phật giáo và Việt Nam đó. Thôi con đừng làm gì xấu tính đó, nó quýnh thẳng vào, nó quýnh chừng nào đó, là hồi xưa là nó dùng cái kiểu giống như là nó tấn công, là kiểu hồi xưa phong kiến nó cầm dương cầm giáo tới nó chém, lịch sử người ta biên chép lại người ta cười chê. Còn bây giờ nó quýnh theo cái kiểu như là Phật giáo Nhật Bản và Hàn Quốc, nó quýnh bằng cái tư tưởng, nó quýnh bằng quần chúng, nó lấy quần chúng để nó thôi miên, nó thao túng tâm lý quần chúng để quần chúng quýnh tiếp, là chà đạp, là biến cái đạo đó là trở nên là cái đạo là xấu xí, trở nên cái đạo là thiểu số. Sau này thí dụ như Phật tử mà theo những cái đạo đó, thì trên Phật tử thế giới, Phật giáo thế giới thì nó sẽ giống như là nó sẽ bị manh mún đi, những cái đạo mới nó sẽ tạp lên, nó tạp nhạp những đạo mới. Phật giáo lai căng tạp nhạp những Phật giáo, mà Phật giáo mình càng vào tu mình chỉ càng thấy khổ sở. Họ tu không được, nó nói tu mà nó đi rần rần như vậy, nó cứ liên kết lực lượng là nó đi chửi bới bên này bên kia, mà tu cái gì, nó đang trà đạp. Còn cái người tu theo Phật giáo là người ta có Phật giáo Vesak, người ta có Vesak rồi, người ta có Phật giáo thế giới rồi, người ta có Phật giáo của trong nước đó, có giáo đoàn giáo hội đàng hoàng, coi kỉnh kiểm kinh sách thánh điển thánh tạng như thế nào, kinh luật luận Tipitaka sao, người ta gom ra, người ta kiểm chứng nước này qua nước kia, người ta hội họp lại, người ta biết được cái vấn đề nằm ở đâu, u nhọn sao. Phật giáo thế giới người ta biết. Còn cái Phật giáo lai căng là nó không vô được Phật giáo thế giới, nhưng mà sao nó liên kết lại để cho Phật tử rút ra khỏi cái hệ thống đó, cái hệ thống Phật giáo quốc tế, hệ thống Phật giáo giáo hội. Nên nó làm, nó quýnh cho Phật giáo, nó teo lại giờ, nó quýnh hệ thống từ trên, nó quýnh dài xuống. Hiện tại đây á, mà các bạn nói là bên nước ngoài, Phật giáo nước ngoài không bị quýnh, bị quýnh tư tưởng, quýnh lên bờ xuống ruộng hết. Nhưng mà chẳng qua mình không biết thông tin đó thôi. Những thông tin đó liên tục nó tấn công liên tục vào Phật giáo như vậy, nó quýnh ngày nào cho Phật giáo tơi tả là nó nói chuyện. Thì sao ta nói là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Dần dần là Phật giáo nó thiểu số là như vậy đó. Hồi xưa thời Ấn Độ thì cũng vậy. Tại sao Phật giáo là trở thành thiểu số? Tại vì người ta là cái người chửi không nói không nghe, nó vô nó chém, nó giết, nó chém, nó vào nó đánh, nó chiếm. Giống như Hồi giáo vào nó hủy diệt cái đại học Phật giáo, đại học ở Nalanda đó, nó vào đó nó chém giết các sư thầy chỉ A Di Đà Phật. Thì bây giờ này mình mới nói để bảo vệ Phật giáo thì mình phải làm sao cho cư sĩ và các sư thầy phải có tiếng nói giống như cái thời của Đức Phật vậy đó. Cái thời Đức Phật á, người nào nói sai cái vấn đề gì của tăng đoàn á là người ta lôi ra, người ta nói, các sư thầy á, lôi ra nói, lôi cái người đó đã nói Phật vậy nè, rồi báo trình lên Đức Phật, trình lên mọi người. Đức Phật việc quở đuổi ra hội chúng, không cho trở lại tôi tu tập xuất gia, hay là không cho vào trong hội chúng của Phật pháp nữa, đuổi đi đó. Rồi Đức Phật nói hỡi kẻ ngu si kia, trong khi ta không nói như thế này mà ngươi nói như thế này đó. Cho nên bây giờ thầy tổ mình á, trong Phật giáo thường có xu hướng là không có nói cái gì hết, để cho nó làm như vậy, liên tục như vậy. Cho nên mình mới nói là anh em cư sĩ Phật giáo mình nên là hội họp lại để đưa ý kiến lên, tức là nó có ban pháp chế đó, là phải ra tay ngăn chặn đó ngay từ trong trứng nước, là nó mới nhâm nhe lên để nó phỉ báng. Nó phỉ báng là phải chặn nó ngay, là phải đem cái công cụ pháp lý ra nói với nó. Cái những người này bên pháp chế đó, là người ta có thể là không phải bên cái chuyện hội đồng chứng minh giờ mới bên cái tu tập nhiều, nhưng mà cái này á, là nên để cho những cái người mà mới tu, để người ta chấp chưởng cái vấn đề này, để người ta chấp chưởng vấn đề pháp lý, để người ta biết được ai mà động tới Phật giáo. Không phải chuyện gì ở Việt Nam mà cả thế giới luôn, ai động vô đó là bắt đầu có pháp lý tới. Tại vì trong nước nào nó cũng có tự do tôn giáo, anh tự do tôn giáo, anh lôi tôn giáo người ta thì anh chà đạp, có hệ thống. anh quýnh tôn giáo người ta, chà đạp tôn giáo người ta bằng những câu sàm tăng, ma tăng, ác tăng, anh quýnh rải khắp trên các mạng phương tiện thông tin đại chúng như vậy. Mà bên tôn giáo, bên Phật giáo, bởi vì nó lợi dụng là Phật giáo không dám nói. Nhưng mà trong kinh Đức Phật á, là cho phép những gì nói là như thật như chân thì được nói, như thật như chân, đúng thời đúng mục đích, có khả năng điều phục, thấy không? Là nói chứ không phải là nói là nói này nó buồn thôi không nói đâu. Mình tu Đức Phật cho phép là mình bây giờ này thầy nào á, mà đi đăng đàn ra nói á, ngoại đạo nó cười chê, nó nói thầy mà còn sân si, thầy mà còn sân si, thì cái người Phật tử nào á, mà có học giáo lý thì phải biết là thầy nói không sai gì hết, không có sân si gì hết. Đó, làm sao để Phật tử mình biết được chuyện đó? Đó, mình phải tuyên bố thấp trong giáo hội mình, trong tăng đoàn, trong tăng chúng mình biết là Phật tử là nói như vậy không sao hết á, không sao hết á, thiệt. Mình nói mình bảo vệ chánh pháp mình nói đúng như lời Đức Phật ngày xưa. Ai mà nói gì giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật cũng nói là người đó đang phỉ báng ta, phải nói lên sự thật. Mình phải tập lên, mình phải giảng cái vấn đề này ra để cho Phật tử là nó phòng bị, nó biết được bên kia tấn công rồi phải nói lên. Thầy nói rồi, toàn Phật cũng nói rồi, nói lên điều chân chánh, đúng giáo pháp kinh chánh thánh điển Bali nè, nó đang phỉ báng giờ nói lên, không sợ. Còn bây giờ mình dạy theo cái kiểu á, mình dạy theo cái kiểu là sao ai nói gì đừng nói thôi đừng nói, không có phải như vậy. Mình nói như vậy là từ đó mình dạy là người ta tiêu diệt, người ta vào người ta cắt cổ, giống như nó cắt cổ mấy sư thầy ở bên đại học Nalanda đó, bên đại học Nalanda Ấn Độ hồi xưa đó, nó vô nó chém nó giết đó. Để vậy là Phật giáo thế nào cũng là bị tiêu diệt, giống như bị tiêu diệt bên Ấn Độ đó, bị nó tiêu diệt. Rồi bây giờ nó ngóc lên nó nổi, nó đông quá trời đông rồi, bây giờ nó thành cái truyền thống mấy ngàn năm nay, làm sao mà ngóc lên được. Nó lên nó đông rồi, bây giờ nó là tôn giáo mà, nó lên nó đông rồi, đâu thể nào thay đổi quan điểm được đâu. Trong khi đó Phật giáo là chí thiện, hướng người ta là hướng tới cái thiện thánh thiện đó, hướng tới thánh thiện. Nhưng mà cái rốt ráo là mình học Phật không phải là mình bi quan yếm thế, là mình không nói gì mình căm hận, không phải bi quan yếm thế vậy. Học Phật là mình sáng suốt, mình bi trí dũng, mình có trí có từ bi. Nhưng mà phải có dũng mãnh, phải nói lên để điều phục bản thân mình, điều phục mọi người luôn. Chứ mình nói chân chánh chứ mình đâu có nói, mình đâu có chửi nó đâu. Mình đâu phải lên đó mình sân si cồ, mình chửi lộn với nó đâu, mà mình sợ là sân si. Mình lên mình nói đúng mà, đừng phải nói sao kỳ vậy. Thầy tôi mà sao nó xàm. Ông nói đúng mà xàm chỗ nào đó ông nói coi. Rồi ông nói là ông là ma tăng ma chỗ nào. Bạn nói như vậy là bạn xúc phạm danh dự nhân phẩm nha, bạn dính 331 nha. Thì mình lên cư sĩ mình, mỗi người nào Phật tử lên mà nói bà cố nó không dám nói nữa. Thiệt, mỗi một cư sĩ giờ, bây giờ này Phật giáo 40 mấy triệu 50 triệu đi, giờ mỗi người thì tôi nói là lên trên mạng là chỉ có vài triệu thôi, vài triệu mà Phật tử mà dấn thân đi lên trên mạng nói thật là đừng nói nữa, nói kỳ quá, chỗ người ta tu mà đi nói làm chi, người ta tu người ta giải thoát hay không chuyện của người ta, còn ông tu ông lui gì chỗ nào ông tu đi, ông đi nói người ta giải thoát không giải thoát, rồi ông nói như vậy rồi nhóm kia nó ủng hộ ông, nó đang tấn công vào Phật giáo thì nó phải mượn, nó phải kiếm người nào đó ra để nó mượn câu nói của người đó để nó tấn công. Giờ ông nói như vậy thì nó mượn câu nói của ông nó tấn công. Nếu mà Phật tử mình một số ít thôi mà đi lên nói như vậy, nói điều chân chánh không có sai gì hết. Nếu mà có sai mình chịu tội thay cho các bạn nha. Trong giáo pháp và chúng ta thiền định, chúng ta biết được với sự từ bi, với sự thánh thiện mình muốn mang đến cho mọi người, mình giải thoát là mình nói lên điều chân chánh, không có tội lỗi gì hết á. Không phải mình đâu phải mình đi lại mình ủng hộ lên, mày nói vậy tôi giết mày, không phải vậy. Mình làm như vậy là mình đã động tâm rồi, lúc đó là mình mới tạo nghiệp. Còn mình đi nói sao bạn nói vậy, mình chỉ nói vậy thôi, mình phải nói sao bạn nói vậy, là bạn dính pháp lý đấy, bạn nói vậy là bạn tấn công bó nhỏ người ta đấy, dính pháp lý đấy. Tôi sẽ làm việc pháp lý với bạn, tôi sẽ nói nhóm họp hội chúng tôi lại để chúng tôi tới, chúng tôi tới trong những người trong chùa, trong thôn xóm, nó sẽ đến nhà của bạn để nhờ mọi người thân của bạn can thiệp. Vì bạn đã nói câu này trên mạng nè, bạn nói ma tăng ác tăng sàm tăng nè, chúng tôi tới đây không phải là để chửi bới hay là xúc phạm gì bạn, nhưng mà bạn đang xúc phạm tôn giáo người ta theo cái luật đàng hoàng. Chứ mình Phật tử mình đâu có quậy quạng làm gì sai trái đâu, mình sợ. Phật tử mình chỉ cần một số ít thôi, đoàn kết lại thôi là bảo vệ chánh pháp, không có ma nào mà nó dám đụng tới. Vì chúng ta dạy cho Phật tử theo cái kiểu mà hãy nói gì cái là tạo nghiệp, nói đừng nói tạo nghiệp, không phải vậy, không có tạo nghiệp gì hết. Nghiệp là do mình sân hận cái tâm mình lên, mình làm với cái việc dị kỷ cá nhân bản ngã của mình, tức tối bực bội lên là nghiệp. Còn cái này là mình nói lên điều chân chánh, người ta xúc phạm là mình lại mình nói đừng nói được bạn ơi, mình kéo tới nhà của nó, mình kéo tới nhà của nó. Phật tử ở chùa đó sao phải biết được nó ở chỗ đó đó, nó ở chỗ đó đó, thì Phật tử ở chùa, những cái chùa chỗ đó đó, sau cái giờ mà học kinh học sách đó, sẽ tụ họp lại một vài người thôi, đi tới nhà của nó. Đi tới nhà không phải quýnh lộn với nó mà là nói chuyện lại lục nó, chắp tay với nó, bạn ơi bạn đừng nói chùa nữa, bạn nói chùa vậy nè, có video cho bạn coi nè, nó bạn nói vậy đó, cho bạn coi đi đó, ông bạn coi đi, bạn nói vậy nè, trên mạng bạn nói vậy, bạn nói sư thầy ác tăng sàm tăng, bạn lấy máu me bạn trây chét lên trên mặt mấy ổng nè, đây nè, có vậy mà bạn chứng bạn lại đừng làm vậy nữa. Nếu trường hợp mà bạn làm vậy rồi chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh nha, thì sẽ đưa qua ban pháp chế. Ban pháp chế là người ta tự làm theo đó, người ta làm theo cái quy tắc quy định. Lúc đó không phải nhào vô chửi người đó sao ác vậy, không phải, người ta làm theo quy tắc. Quy tắc là khi mà có sự tấn công về pháp lý thì người ta đưa ra những vấn đề pháp lý cho xử. Người ta không ác, người ta làm đúng pháp luật mà ác cái gì. Mình đi vào đó mình tấn công đạo người ta là người ta đưa văn bản lên, người ta đưa lên tòa án, ác cái gì mà ác. Người ta đang làm cái điều gì đó là để cho mọi người đừng có nhân cái cơ hội đó mà làm tan hoang cái xã hội này lên, là cái người đó là đang là tạo phước cho dân. Cái người đó mà không làm đệ đơn lên á, thì những người khác người ta thi nhau, người ta chửi bới bôi nhọ cái xã hội này ra gì nữa. Thì phải có những cái người đó trong giáo hội thuộc ban pháp chế phải đệ đơn này, trong cái chùa đó hoặc là trong cái xóm chỗ đó đệ đơn lên, viết đơn lên, ký đưa lên tòa án. Không có nói gì ác tam độc gì đó, tất cả Phật tử mình biết được chuyện đó là chuyện chính đáng, bảo vệ Phật chánh pháp là làm được cái chuyện đó. Bây giờ này, cho dù Phật tử nó ngã nghiêng kiểu nào đó thì thế nào nó cũng phải nhìn nhận lợi là nó đang là một công dân, thì nó phải đứng trên pháp luật được, nó cũng phải tôn trọng đạo người ta chứ. Bây giờ nó là tự xưng nó là Phật tử nữa mà nó nhào vô nó chà đạp tôi là Phật tử là nam mô nam mô, mà ông hội nữa đăng đàn lên nói ma tăng ác tăng sàm tăng, chỉ trỏ mày nè, ủ tờ là tôi cho mày ủ tờ, vô nó mẹ miệng lên nè, lên nó la lối sùng cho bạn nghĩ còn như vậy đúng không? Đó. Nó la lối lên như vậy mà nó làm vậy liên tục mà mình cứ im ru biết rồi cái đạo mình nó trở thành bi quan yếm thế. Đạo mình hiện tại là số lượng nó đông ở trong nước Việt Nam, mình phải kịp thời chặn nó lại, cái chuyện này không ác gì chứ, chuyện này nó rất bình thường. Bảo vệ chánh pháp là vậy đó, chứ không phải bảo vệ chánh pháp là ai với Đà Phật rồi cho nó chém, không có phải như vậy. Nếu mà làm như vậy thì Phật giáo sẽ bị tiêu diệt, không có cái thời thần hộ pháp nào hiện ra hết, không có ông thần nào hiện ra đâu. Hộ pháp là chúng ta nè, chúng ta là những thần hộ pháp đây đó, chúng ta mà chỉ cần nói lên những điều đó thôi là chánh pháp được lưu truyền lưu bố, sau này đời này đời sau nó lưu truyền, nó không mất đi là bá tánh đời sẽ xảy ra chiến tranh lắm. Bây giờ này mình là bảo vệ Phật pháp, bảo vệ cái chân lý thánh thiện, chân thiện mỹ là mình không có ngại mấy vấn đề đó.